Vòng hoa mỹ nhân, người đẹp hơn hoa, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Tín, Lưu Diệc Phi, Tôn Lệ, ai đẹp hơn? Hôm nay biên tập xin giới thiệu với các bạn một số phong cách của các sao nữ đội vòng hoa trên đầu. Với rất nhiều người đẹp đeo vòng hoa, ai sẽ là người đẹp nhất trong lòng bạn một lần? Trang Sinew trông giống như một hồn ma núi trong, suy nghĩ về vẻ đẹp, mặc váy gạc trắng, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Đội một vòng hoa trên đầu và quấn dây leo, cô ấy thực sự đầy thần tiên. Viên chương, Trang Đinh gần trong, The End of the World, Mingi Wenai, trong lòng trăng, mặc một chiếc váy gạc màu trắng, với một đôi mắt to ngấn nước, rất phù hợp với vòng hoa màu hồng. Trương Đình Hàn, Diliruba, nó thực sự xinh đẹp và thông minh, tôi luôn thích Lưu Diệc Phi, vẻ đẹp và khí chất của cô ấy cùng tồn tại. Cô ấy là một nữ thần cổ điển có thần thái cổ tích của riêng mình mà không mất đi khí chất. Ngoài ra còn có một bầu không khí kinh khủng, Lưu Diệc Phi vốn là nữ thần đình đám Lưu Diệc Phi. Việc lộ chiều cao của cô đã làm dấy lên sự bàn tán và tò mò sôi nổi trên diện rộng. Từ lâu, cô nổi tiếng trong làng điện ảnh và truyền hình nhờ hình tượng duyên dáng, yêu kiều. Tuy nhiên, vóc dáng cao ráo của cô vẫn luôn là một ẩn số. Giờ đây, chiều cao thật của cô cuối cùng đã được tiết lộ, khiến mọi người không khỏi thêm trí tưởng tượng và tò mò về nữ thần thanh lịch này. Chung Gim Thong, âm nhạc cổ tích của Gillian thực sự tuyệt vời, quá đẹp, ánh hào quang vô song của Huân Huân thật đẹp. Tôn Lệ sinh ngày 26 tháng 9 năm 1982 là một diễn viên người Trung Quốc. Năm 2018, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi nhất hoàn thành được 3 giải thưởng truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc. Dương Tử, chiếc váy đỏ và vòng hoa đỏ của serial cũng rất đẹp. Dương Tử là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Đầu tháng 9 năm 2016, Dương Tử được Tuần San giải trí Nam Đô bình chọn là một trong 4 tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X. Cuộc bình chọn của Tuần San Nam Đô được đánh giá có chất lượng và uy tín hàng đầu Trung Quốc. Triệu Lệ Dĩnh, khuôn mặt của Yu Uxin thực sự giống như một bông hoa đào. Triệu Lệ Dĩnh sinh ngày 16 tháng 10 năm 1987, là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô kết hôn với Phùng Thiệu Phong, có một cậu con trai chung nhưng đã ly hôn. Jenny Sun, hình dáng vòng hoa trong các web drama thời kỳ đầu thật ngây thơ, quay phim thời Ngô Mị Nương, ai biết được nó có từ thời kỳ nào? Song Y thực sự xinh đẹp. Mã Tứ Xuân, vẻ đẹp vòng hoa, Quan Hiểu Đồng, cái nhìn này cũng tuyệt đẹp. Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ, MC người Trung Quốc thuộc dòng họ Qua Nhĩ Giai Thị, dân tộc Mãn Châu. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi. Đã tham gia hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hiện nay cô là nghệ sĩ của công ty quản lý Quang. Bạn thích phong cách vòng hoa của ai nhất? Nguồn, hình ảnh lấy từ Internet. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó. Nội dung bài viết này chỉ thể hiện suy nghĩ cá nhân của tác giả gốc và không liên quan gì đến nền tảng.